cool nha mấy bạn. Để mình quay sát lại cho mấy bạn xem cua con nha. Đây con cua mẹ nè. Mình đang tiến sát lại ổ cua nha mọi người. Chân cô mẹ bị gì mất anh ơi, chân cô mẹ không bay được. Chim cô mẹ bị thương rồi, bay rồi, mình không có dí theo, để ra coi ngày mai nó về không. Đây, chim cu con ngày thứ hai nha mấy bạn. Hai con. Không biết chim mẹ bị gì á. Bị thương rồi.